Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 165. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Tuệ Hương, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 22 tháng 7 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh văn ra. Câu cuối cùng văn trường hàn nói về Tri Túc Thiên. Diệu Trang Nghiêm Thiên Dương, đắc nhất niệm tất tri, chúng sanh tâm tùy cơ ứng hiện, giải thoát môn. Pháp môn tu học thành tựu của Bồ Tát là giáo hóa chúng sanh. Tầm quan trọng của việc giáo hóa chúng sanh là phải biết quán cơ. Phía trên chúng ta đã từng nói qua vấn đề thượng cầu hạ hóa. Trong việc giáo hóa thì việc đầu tiên là quán sát, điều phục phương tiện. Ba nguyên tắc này chúng ta phải hiểu, phải học, chúng ta phải nắm cho vững. Tự hành quá tha, nhất định có sự thành tựu. Pháp môn tu chứng của Diệu Trang Nghiêm Thiên Dương là quán sát. Phía trước nói quán sát, Ngài nói chúng ta quán sát như thế nào, làm sao Ngài tu thành tựu. Trong câu này nhấn mạnh vài chữ then chốt chính là nhất niệm. Nhất niệm chính là nhất tâm. Nhất tâm thì hiểu biết hoàn toàn. Vì sao? Vì nhất tâm không có giới hạn. Vọng tâm thì có giới hạn. Có giới hạn thì không hiểu biết hoàn toàn. Năng lực hiểu biết của chúng ta ngày nay rất hẹp. Nguyên nhân do đâu? Chính vì chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều. Nó sẽ làm năng lực vốn đầy đủ trong tâm tánh của chúng ta hoàn toàn mất đi. Ngày nay chúng ta mang vọng tưởng phân biệt chấp trước sống qua ngày, cho nên cuộc sống khổ sở như vậy. Phật Bồ Tát, Bồ Tát ở đây là Pháp Thân Đại Sĩ. Dưới Pháp Thân Đại Sĩ đều chưa được nhất niệm. Được nhất niệm chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Như vậy có thể biết Kinh Di Đà giảng cho chúng ta Pháp Nhất Tâm Bất Loạn. Nếu thật sự được Pháp Nhất Tâm Bất Loạn thì chính là Pháp Thân Bồ Tát. Từ xưa đến nay, chư vị tổ sư thường giảng đem nhất tâm phân làm hai loại: có sự nhất tâm, có lý nhất tâm. Sự nhất tâm giống với Đại sư Thiên Thai gọi là tương tự vị. Những gì là tương tự? Trong thập pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, tương tự vị là sự nhất tâm. Lý nhất tâm là vượt qua mười pháp giới.
phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, đó mới gọi là lý nhất tâm. Ở đây gọi là nhất niệm, chính là Tịnh Tông nói về lý nhất tâm. Trong đây không có chướng ngại, bởi vì tất cả phân biệt chấp trước đều không còn, cho nên nhất niệm thì hiểu biết hoàn toàn. Ở chỗ này nói chúng sanh là mười pháp giới, không chỉ là mười pháp giới, mười pháp giới là một quốc độ Phật. Đây là nói về hư không pháp giới, vô lượng vô biên nhất thiết chúng sanh trong quốc độ chư Phật. Nhất niệm là hiểu biết hoàn toàn. Chúng tôi giảng những nguyên lý, nguyên tắc này đều căn cứ vào kinh điển của Phật mà giảng. Được sự nhất tâm, nhất định là phải tác ý họ mới hiểu. Không tác ý thì họ không hiểu. Giống như người được thiền định vậy, người công phu thiền định thấp cần phải nhập định họ mới thấy được. Không nhập định họ không thấy. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Thánh Nữ Quang Mục gặp A-la-hán, Quang Mục thỉnh giáo Ngài, hỏi mẹ cô ấy sau khi chết vợ đâu. A-la-hán phải nhập định mới thấy được cảnh giới này. Khi xuất định mới nói cho Quang Mục biết, đây là người có định công cạn. Người có định công sâu thì không cần nhập định. Vì sao vậy? Vì họ đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Định của người đó không xuất nhập. Kinh Đại Thừa có nói, Na già thường ở trong định, không khi nào không định. Họ còn cần gì phải xuất nhập nữa? Có xuất định, có nhập định là người có định công cạn. Chúng ta thấy A-la-hán cần phải nhập định, Bích Chi Phật cũng cần phải nhập định, Quyền Giáo Bồ-Tát vẫn cần nhập định. Cho đến Phật của Tạng Giáo, Phật của Thông Giáo đều phải nhập định. Phật của Biệt Giáo, Pháp Thân Đại Sĩ của Viên Giáo, họ không cần nhập định. Họ ở trong hư không pháp giới thì như tất cả cảnh giới đều như ở trước mặt họ vậy. Một niệm thì biết hết tất cả, không cần nhập định. Cảnh giới này chính là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, đã giảng trong Kinh Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định không có xuất nhập. Như vậy mới biết hết thảy tâm của tất cả chúng sanh. Tâm niệm chúng sanh rất phức tạp, thay đổi khôn lường. Phật Bồ Tát biết điều đó, cho nên Phật Bồ Tát độ chúng sanh phải khế cơ. Khế cơ tròn đầy, tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Chúng sanh có nhân duyên, có phước gặp Phật Bồ Tát liền được khai ngộ, liền được chứng quả. Họ giác ngộ nhiều ít, chứng quả cao thấp hoàn toàn do căn tánh bản thân họ. Căn tánh lanh lợi thì giác ngộ sâu, chứng quả vị cao. Căn tánh không lanh lợi thì giác ngộ ít, chứng quả vị tương đối thấp. Nhất định sự khai ngộ, nhất định sự chứng quả. Đây là Phật Bồ Tát giỏi về quán cơ.
Pháp môn Diệu Trang Nghiêm, chúng ta đọc rồi thấy dường như không làm được. Cảnh giới này quá cao. Nhưng trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy cho chúng ta, một là tất cả, tất cả là một. Hành bố không chướng ngại viên dung, viên dung không chướng ngại hành bố. Hành bố với viên dung có thể thực tập cùng một thời gian. Đây là nguyên tắc chỉ đạo dạy học cao nhất của Hoa Nghiêm. Nghĩa là nói, phàm phu có thể học tập những pháp môn của Đẳng Giác Bồ Tát. Đây là pháp môn của Đẳng Giác Bồ Tát. Không phải không thể học, nhưng học rồi vẫn chưa có biện pháp để được viên mãn như các ngài. Họ đạt được 100%, chúng ta học chỉ làm được 1% hoặc là 2% cũng có tác dụng rồi. Cho nên nói không thể không học. Nhất niệm, điều quan trọng là nhất niệm. Nhất niệm học như thế nào? Nói thật thì độ khó rất lớn. Trong Pháp Đại Thừa có rất nhiều tông phái, vô lượng pháp môn. Thật sự mà nói, đều là tu điều này. Nhất niệm này trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, mật tông gọi là tam mật tương ưng, giáo môn gọi là đại khai viên giải, tịnh độ gọi là nhất tâm bất loạn, đều là nhất niệm. Tên gọi dù không giống nhau, nhưng thực tế nó giống nhau, cùng một việc. Cho nên mới gọi pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đây là nói tu nhất niệm. Phương pháp không giống nhau, con đường đi khác nhau, nhưng đều đạt đến một kết quả, đó là được nhất niệm. Nhất niệm là chân tâm, nhất niệm là bản tánh. Nếu như dùng thiền định mà nói, nhất niệm là tự tánh bổn định. Đây không phải do tu hành mà có. Khởi dụng của nó chính là trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ. Chính là công đức vô lượng. Khởi dụng này có hai loại, một là tri, hai là hành. Hành môn là vô lượng công đức, tri là quán chiếu bát nhã. Cho nên giải môn, hành môn, nguồn gốc của nó là một, chính là nhất niệm. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Sau đó chúng ta mới hiểu y cứ lý luận tu tập trong Phật Pháp. Nó có lý luận y cứ chính xác thì tính tâm chúng ta mới kiên cố.
tâm nguyện chúng ta mới đủ để thành lập. Tinh tấn dũng mãnh, quyết định không thoái lui, đều xây dựng trên nền tảng này. Chúng ta ngày nay muốn tinh tấn nhưng lại cứ thoái chuyển. Rất muốn xây dựng tính tâm kiên cố nhưng lại nghi ngờ rất nhiều. Trong kinh nói cho chúng ta biết, nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Ý này chính là nói, chướng ngại lớn nhất tu Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh là nghi hoặc. Cho nên Thế Tôn đã đem nó xếp vào căn bản phiền não. Chúng ta cần phải biết, nhưng xây dựng tính tâm nói đâu có dễ dàng. Không thường tụng đọc Đại Thừa, hiểu sâu nghĩa lý, cho nên tính tâm rất khó xây dựng. Cảnh giới phong vừa thổi nhẹ một chút, tính tâm chúng ta liền bay mất. Đây là do chúng ta tu hành công phu vì sao chưa đủ lực, vì sao không thể chứng nhập vào cảnh giới. Chúng ta cần phải hiểu nguyên nhân từ đâu, cần phải tìm được nó. Phương pháp tu học nhất niệm không thể rời thiền định. Nhưng nếu như quý vị thật sự muốn tu định, nói thật, tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều là tu định. Lý và sự này chúng ta đều phải hiểu rõ ràng, hiểu sâu về nó, thì những nghi hoặc của chúng ta mới dứt bỏ được. Chúng ta ngày nay dùng phương pháp gì để tu định? Dùng chấp trì danh hiệu để tu định. Tôi áp dụng phương pháp này. Phương pháp này, phương tiện này, trong các pháp môn tu định thì đây là pháp môn phương tiện nhất. Chúng ta vì sao tu không thành công? Tu không thành công vì chúng ta chưa buông bỏ. Chúng ta khi đang tu học vẫn còn xen lẫn nghi hoặc, xen lẫn vọng niệm, xen lẫn phân biệt chấp trước, cho nên công phu không được hiệu nghiệm. Từ đây ta biết, quý vị muốn tu định, trước tiên phải trì giới. Nhà Nho nói đến công phu cũng không ngoại lệ. Bắt đầu thực hiện từ đâu? Cách vật trí tri. Bắt đầu thực hiện từ đó. Vật là gì? Vật là lòng ham muốn vật chất, hưởng thụ vật chất. Cách nghĩa là gì? Cách là tranh đấu, chiến đấu với nó. Chiến đấu với ai? Chiến đấu với dục vọng của chúng ta. Nhà Nho nói là công phu khắc kỷ, khắc phục tham muốn của chính mình. Sau đó mới có thể tu định được. Chỉ cần không hàng phục được tham vọng của bản thân quý vị, không chế ngự được, thì công phu thiền định chắc chắn không thành tựu. Nói cách khác, quý vị không thể đạt được tâm thanh tịnh.
Đây là chướng ngại lớn. Trong các buổi giảng, tôi thường khuyến khích các vị đồng tu. Cần phải đoạn tuyệt ái dục, phải dứt bỏ thị dục. Thị là đam mê. Chúng ta phải đoạn tận ham thích này, đặc biệt là sự ham thích về ăn uống. Khổng Tử nói, ăn là một trong những ham muốn lớn nhất của con người. Tất cả chúng sanh, bao gồm động vật, loài nào không ham thích ăn? Đây là tập khí từ vô số kiếp rồi. Nhưng vật này đem lại sự phiền phức. Vật này nếu không dứt bỏ được, thì đối với việc tu hành chứng quả sanh ra chướng ngại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi khất thực để thể hiện cho chúng ta thấy, đây là dứt bỏ sự ham thích. Đi khất thực, người ta cúng dường gì thì ăn đó, không có phân biệt, không chấp trước. Cho nên trong việc ăn uống, mọi người tu hành thanh tịnh, bình đẳng giác. Ăn cơm, mặc y phục, cuộc sống thường ngày chỉ cần một chút ít là được. Đây đều là đang tu thanh tịnh, bình đẳng giác. Không bị ô nhiễm chính là thanh tịnh. Không có phân biệt, không phân biệt cao thấp, không phân tốt xấu, đó là bình đẳng. Cảnh giới ở trước mắt rõ ràng, hiển nhiên, sáng tỏ, một chút đều không bị mê hoặc, đó là chánh giác. Kinh Hoa Nghiêm giảng tu hành, công phu dùng như thế nào? Lịch sự luyện tâm. Chú giải của Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Lịch là trải qua, sự là những việc vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tiếp xúc với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, luyện trong này, luyện tâm, đem tâm vọng tưởng loại bỏ nó đi, thì chân tâm sẽ hiện. Luyện thép thành gan, phải đem nó rèn luyện. Đem tập khí vọng tưởng vô lượng kiếp sàng lọc cho sạch sẽ. Đây mới thật sự là dụng công, thật là hạ thủ công phu. Vì vậy tu hành là tu từ đâu? Lục căn tiếp xúc với ngoại cảnh, khởi tâm động niệm, chúng ta phải sử dụng công phu. Thì mới thật sự có thu hoạch, thì nó mới có hữu dụng. Cái hữu dụng đó chính là đại tự tại, người thế gian không lãnh hội được. Cuộc sống Phật trải qua, người thế gian chúng ta không lãnh hội được. Chúng ta hôm nay xem được kinh Phật ghi chép lại, cuộc sống Phật Thích Ca Mâu Ni rất cực khổ, chúng ta làm sao mà chịu đựng nổi? Thật sự chúng ta hoàn toàn sai. Nói thật, Ngài rất an lạc,
rất tự tại. Vậy thì cái vui đó chúng ta không hưởng thụ được. Cuộc sống của Ngài là niềm vui lớn, tự tại lớn. Chúng ta hôm nay bị đọa lạc, chỉ biết ngũ dục lục trần là vui, ham dục là vui, ham thích ăn uống là vui. Chúng ta đem những cái này làm niềm vui, nhưng trong mắt các Ngài là tai họa. Đây là nhân duyên đọa ba đường ác. Hưởng thụ những vật này thì quả báo sẽ là tam đồ. Hưởng thụ pháp lạc thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát thì quả báo ở Đại Niết Bàn hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta hôm nay cho rằng có tất cả là vui, phải hưởng thụ. Phật là người giác ngộ nên xả bỏ tất cả, đó mới thật sự là an lạc. Xả bỏ tất cả để trở về với tự nhiên. Ai có thể hiểu được đạo lý này? Ai có thể lĩnh hội được cuộc sống này? Cuộc sống chân thiện mỹ trí tuệ này, trở về với đại tự nhiên. Người thế gian chúng ta thường nói cuộc sống đúng là áp lực. Vậy áp lực từ đâu mà có? Do quý vị gồng gánh cõng giác quá nhiều, cho nên mới có áp lực. Phật Bồ Tát không có áp lực, toàn bộ đều buông bỏ, cái gì cũng không có, chỉ còn lại ba y một bát. Đây là hình tượng chúng ta thấy được. Ngài buông bỏ hết thảy. Trên thực tế, trong ý niệm của Ngài, ngay cả ba y một bát cũng không có, ngay cả thân thể cũng không có. Cho nên thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Câu này chúng ta nghe rất quen tai. Người thật sự hiểu ý này không nhiều. Nếu thân tâm thế giới đều buông thì chúng ta nghĩ xem còn tai nạn gì nữa. Thế giới ngày nay có rất nhiều nhà tiên tri dự đoán được tai nạn thế giới, nói cho chúng ta biết. Còn rất nhiều người thấy được nhưng họ không nói ra. Không viết ra, không phát biểu. Chỉ có mình họ biết, những người thân bạn bè của họ biết. Những người này càng nhiều, không thể đếm hết. Vì sao lại có những tai nạn này? Vì quý vị mang giác cái bao quá nặng. Giá cái bao quá nhiều thì tai nạn sẽ xuất hiện. Quý vị mang giác ít thì tai nạn sẽ nhẹ. Nếu mang giác nặng thì sẽ gặp tai to nạn lớn. Nếu tất cả bao nặng này đều mất đi thì sẽ không có tai nạn. Vấn đề là như vậy. Thế gian này của Phật Thích Ca Mâu Ni là nơi phàm thánh cùng ở. Nơi phàm thánh cùng ở, có bậc thánh cùng ở với chúng ta. Vậy thì người nào là thánh, buông bỏ được là thánh, không buông bỏ được là phàm phu. Quý vị quan sát từ chỗ này, quý vị sẽ nhận biết được thánh hiền.
Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, bất kể là thân phận gì, nam nữ già trẻ, nghề nghiệp khác nhau, đều có thể phát hiện họ là người tái sanh. Người tái sanh đều buông bỏ hết. Phàm phu quyết định không chịu buông bỏ. Quyết định không chịu buông bỏ thì tâm tư họ sẽ loạn động. Ý niệm rất phức tạp. Người buông bỏ được tất cả, niệm của họ là thanh tịnh. Mặc dù không phải là nhất niệm, nhưng rất gần với nhất niệm. Đây là thánh hiền. Đạt được nhất niệm là thánh. Gần giống với nhất niệm là hiền. Pháp môn tịnh độ thật hay. Chúng ta buông bỏ tất cả tạp niệm, chuyên tâm niệm Phật. Chuyên tâm niệm Phật này gần giống với nhất niệm. Vì vậy pháp môn này, ngày hôm nay chúng ta có thể học tập. Chúng ta dùng phương pháp gì để học tập? Dùng phương pháp chấp trì danh hiệu để tu tập. Trong 12 giờ trong tâm không rời bỏ việc niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Đây là gần giống với nhất niệm. A-di-đà Phật vẫn là nhất niệm. Nhưng nhất niệm này không phải thật. Thật sự là nhất niệm không có niệm. Vô niệm mới thật sự gọi là nhất niệm. Chúng ta hôm nay còn một niệm A-di-đà Phật. Lục tổ Huệ Năng giảng, bản lai vô nhất vật. Chúng ta ngày nay còn có nhất vật. Cái này tốt. Chúng ta không cần nhiều, chỉ cần nhất niệm này. Nhất niệm này chính là gần giống với nhất niệm. Ý niệm không còn phức tạp. Nhưng quý vị nên nhớ, khi chúng ta quên đi Phật A-di-đà thì loạn tưởng lại đến. Làm sao để duy trì niệm Phật A-di-đà không gián đoạn? Đây chính là công phu. Đó là lý do vì sao người ta xây dựng niệm Phật đường để mọi người cùng nhau tu tập. Không ngoài mong muốn nhất niệm này luôn được duy trì tiếp nối. Trừ khi ngủ, không có biện pháp nào, không thể khống chế bản thân. Nhưng khi niệm Phật trải qua công phu nhiều năm thành thục rồi, thì đang mơ cũng niệm Phật. Ngay lúc đó, công phu của quý vị không còn bị gián đoạn nữa. Trong mơ cũng niệm Phật, cho nên người ta nói, ngày nghỉ sao chim bao làm vậy, quý vị thực tập quen rồi. Lúc này mới gọi công phu thành thục, mới gọi là công phu đắc lực. Nhưng xã hội ngày nay không còn giống như trước nữa. Phân công rất tỉ mỉ. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Không muốn cạnh tranh thì quý vị liền bị xã hội đào thải. Quý vị liền bị lạc hậu. Vì cuộc sống, vì sự sinh tồn, quý vị không thể có cách nào đem công việc bỏ đi được. Vậy thì tu bằng cách nào? Khi làm việc, đem Phật hiệu buông xuống, chăm chỉ làm việc. Khi làm việc xong rồi, đem công việc bỏ xuống, nhớ đến niệm Phật thì được rồi. Vẫn phù hợp phương thức không gián đoạn.
Đây là những bậc cao đức ngày xưa dạy chúng ta. Pháp môn này đối với chúng ta rất phương tiện, nhất định phải nhớ kỹ. Khi làm xong công việc thì liền phải niệm ngay Phật hiệu, quyết tâm không nghĩ ngợi lung tung, đều không làm phiền nhau. Mục đích của chúng ta chẳng phải là đều cầu mong được nhất tâm. Chúng ta hiểu được nguyên tắc này thì điều quan trọng nhất trong cuộc sống là dùng tâm thanh tịnh. Chúng tôi thường giảng xả bỏ thành kiến của mình, đây là tiếp cận với sự thanh tịnh. Nếu như bản thân có thành kiến, tự mình có quan niệm chủ quan, rất phiền phức. Bỏ đi thành kiến của bản thân, khéo dùng phương pháp quan sát khách quan, thì quý vị dễ dàng khai trí tuệ. Đây mới thật sự đạt đến sự hàng thuận chúng sanh. Có thành kiến thì sẽ không có sự hàng thuận. Quý vị có cách nhìn của quý vị, quý vị có chủ trương của mình, quý vị có tốt xấu của mình, có tiêu chuẩn của mình. Kêu người khác phải phù hợp với tiêu chuẩn của mình, đây gọi là phan duyên. Chúng ta buông bỏ thành kiến của mình, có thể tùy thuận theo tiêu chuẩn của người khác, đây gọi là tùy duyên. Tùy duyên mà không chấp trước, chính là Phật Bồ Tát. Trong tùy duyên còn có chấp trước, đây là phàm phu. Trong đây có sự sai biệt. Thật sự mà nói rất vi tế. Chư Phật Bồ Tát với phàm phu lục đạo của chúng ta, quý ngài thị hiện ở lục đạo, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, thật sự mà nói không có hai, nhìn không ra, nhưng dụng tâm hoàn toàn khác nhau. Tâm Phật Bồ Tát thanh tịnh, tâm phàm phu thì ô nhiễm. Tịnh nhiễm khác nhau, mê ngộ khác nhau. Cho nên thiện ác cũng khác nhau. Phật Bồ Tát giảng thiện ác chúng ta không hiểu. Danh xưng là một, nhưng tiêu chuẩn khác nhau. Đây là nói trong cuộc sống của chúng ta. Làm như thế nào để học tập pháp môn Diệu Trang Nghiêm? Ở đây nói là nguyên tắc chung, đều tương ưng tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Nhưng nhà Phật giảng những pháp môn này, trong thế pháp thì có vô lượng vô biên pháp môn cũng tương ưng. Thế pháp Phật pháp vốn dĩ không phải là hai. Nói đến chỗ vi tế nhất, đó chính là khởi tâm động niệm. Ý niệm chúng ta hiểu rất vi tế, sát na sanh diệt. Mỗi ý niệm đều tương ưng, vậy thì không có không tương ưng.
Đây là đem pháp thế gian, Phật pháp toàn bộ bao gồm trong đó. Chúng ta phải hiểu tu tập như thế nào. Bắt đầu từ đâu? Trong kinh Lăng Nghiêm có giảng phương tiện ban đầu. Chúng ta phải hiểu. Nếu như không hiểu thì không biết bắt đầu tu tập từ đâu. Những gì quý vị học không sao thực hành, trong cuộc sống không dùng đến, há chẳng phải đáng tiếc sao? Vậy thì nhất định phải hiểu rõ nên thực hành như thế nào. Học từ đâu? Người căn tánh lanh lợi, từ chỗ khởi tâm động niệm mà học. Người căn tánh không lanh lợi thì học tập từ ngôn ngữ. Học cái gì trước tiên? Trước tiên phải học trì giới. Đây là phương tiện ban đầu. Trì giới gì? Trì ngũ giới thập thiện. Không nên giới quá cao. Nếu quá cao thì sau này sẽ hụt hẫng, đều trở thành hình thức. Chúng ta bắt đầu từ cái thấp nhất, học ngũ giới, học thập thiện. Kinh Luật Luận chúng tôi đều giảng, nhưng giảng nhiều về phương diện giới luật. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 đến 37 đều nói ngũ giới thập thiện. Đọc tỉ mỉ, tuyên giảng cẩn thận, quý vị lĩnh hội được bao nhiêu? Nỗ lực thực hành thì quý vị thật sự được thọ dụng. Ngay cả ý nghĩa kinh cũng không lĩnh hội được thì làm sao quý vị thực hành? Học tập từ chỗ này. Trong giới luật Phật giáo, đối với người xuất gia chúng ta mà nói, có lợi ích nhất là Sa Di Luật Nghi Tăng Chú. Người xuất gia đem những vấn đề trong cuốn sách nhỏ nói mà thực hiện được hết thì quý vị chính là bậc thánh trong thời mạt pháp rồi. Giới tỳ kheo, giới Bồ Tát quá cao, thật sự chúng ta không dễ gì làm được. Có thể thực hiện được giới Sa Di thật sự đã tốt lắm rồi. 10 giới, 24 oai nghi, quý vị có thể thông hiểu hết, đều có thể thực hành. Quý vị không là thánh nhân thì ai là thánh nhân? Kinh Luật Luận Tam Tạng, Tịnh Độ Tông chúng ta có ngũ kinh. Luận thì có giảng sanh luận, luật thì có Sa Di Luật Nghi, vậy là đủ rồi. Đại sư Ấn Quang, Ngài dùng Cảm Ứng Thiên, Âm Trác Văn để thay thế giới luật, cũng là biện pháp hay. Ý này càng hay, càng sâu.
càng rộng, rất đáng cho chúng ta tán thán. Đề xướng của Ngài thật sự là tận tâm cứu độ kiếp nạn của thế gian. Vì vậy chúng ta tuyên truyền giới luật nhà Phật, Sa Di Luật Nghi thật sự rất hay, người tại gia cũng có thể học. Nhưng có rất nhiều người không tin Phật giáo, họ đem Phật giáo ra bài xích, không tiếp nhận. Vì vậy chúng ta dùng cảm ứng thiên, dùng âm trác văn, không phải của Phật giáo, mọi người đều đề cập đến. Dường như quý vị rất công bằng, không có quan điểm riêng từng pháp môn, nên dễ dàng tiếp nhận. Sự khổ tâm của Tổ sư Ấn Quang chúng ta phải hiểu. Chỉ cần khuyên dạy mọi người bỏ ác tu thiện, thì có thể đạt được hiệu quả tiêu trừ tai nạn. Bất luận học thuyết của nhà nào đều tốt cả, hà cớ gì nhất định phải là của Phật giáo? Họ nói với Phật giáo nói là một, vậy thì giống như chư Phật nói rồi, không có sai biệt. Từ chỗ này quý vị cũng thấy được tâm lượng rộng lớn của Phật pháp, thật sự không có sự phân biệt, không có chấp trước. Chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn của thiện thì không quản là người nào nói, không quản tôn giáo nào, chúng ta đều áp dụng hết, tất cả đều tiếp nhận, tất cả đều tôn trọng, hết thảy đều theo giáo lý mà thực hiện. Không có thành kiến, chí công vô tư. Thế gian có rất nhiều người lấy ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, kiên quyết giữ thành kiến của họ, thật khó khăn tiếp nhận ý kiến của người ngoài. Đây thật sự là khó. Chúng ta quán sát từ trong Phật pháp, Phật pháp không có trường hợp này. Đây chính là sự thù thắng của Phật pháp. Phật pháp nói chân thật, trong chân thật không có sai biệt. Trong chân thật không có ích kỷ. Trong chân thật nhất định không có vọng tưởng. Vừa mới khởi tâm động niệm thì đã rời bỏ chân thật rồi. Nhà Nho giảng Trung Dung, Phật pháp giảng Trung Đạo, Trung Dung, Trung Đạo đều là chân thật. Trung là công bằng chính trực, không có một chút gian tà. Chúng ta vừa khởi một niệm thiên lệch, thiên lệch một chút. Nếu mà còn khởi ý niệm đó, thì độ thiên lệch của nó càng ngày càng lớn. Cho nên vừa có vọng niệm thì đã thiên lệch rồi, vừa có phân biệt thì đã chênh lệch 90 độ rồi, vừa có chấp trước thì đã chênh lệch 180 độ rồi, hoàn toàn sai rồi. Nhất niệm của chư Phật Bồ Tát, nhất niệm là công bằng chính trực, một chút sai lệch cũng không có. Hiểu rõ tâm chúng sanh, nhất tâm là năng tri, tâm chúng sanh là sở tri.
Chúng ta hôm nay giảng quán cơ, tâm quý vị càng thanh tịnh thì quý vị càng quan sát được chân thật. Quý vị có thành kiến, có phân biệt, có chấp trước, quý vị quan sát sẽ rất khó khăn. Nói cách khác, quý vị nhìn thấy đều là biểu hiện bên ngoài. Quý vị không nhìn thấy được thật tướng. Hiện tướng của người ta bày trước mắt quý vị, đều hiển lộ ở bên ngoài, không che giấu một chút gì. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta không nhìn thấy được. Nguyên nhân nhìn không thấy là do chấp trước phân biệt vọng tưởng của chính mình. Nhưng sao chư Phật Bồ Tát lại nhìn thấy được? Một niệm đều biết hết. Tất nghĩa là cứu cánh viên mãn, không có một chút rơi rớt. Chúng ta ngày nay không có tự tri, trí tuệ hiểu người. Minh là trí tuệ, chính là vì chịu cái hại của vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta đem những vật này bỏ đi, năng lực sẽ hồi phục. Duy chỉ hiểu tâm chúng sanh thì mới có thể tùy cơ ứng hiện. Thì giống với Bồ Tát vậy, cần ứng thân gì để độ thì liền hiện thân phận ấy. Người đó cần thuyết pháp gì thì liền vì họ giới thiệu pháp môn đó. Nhưng trong Đại Tập Kinh Phật nói với chúng ta, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, câu nói này là thật. Nhưng khi khuyên dạy tất cả chúng sanh tu tập pháp môn tịnh độ, cần phải có phương tiện thiện xảo. Nói như ngày nay, cần có kỹ năng. Căn tánh của chúng sanh không đồng, họ thích học cái gì không sao, cứ tùy thuận để họ học tập. Khi họ học tập gặp khó khăn, đi đường không thông, lúc này quý vị mới khuyên họ, con đường này không thông, không sao, chúng ta nên thử xem con đường khác. Nhưng không nên nói tịnh độ là hay, các pháp môn khác không hay. Làm như vậy sẽ gây sự phản cảm cho mọi người, nhất định họ sẽ không tiếp nhận. Nhất định phải tùy thuận căn tánh của họ. Tùy thuận sở thích của họ. Hôm nay chúng ta gọi là đa nguyên văn hóa. Cho nên quán cơ tương đối khó. Quán cơ duyên được thấu triệt, ứng hóa ở thế gian, được sự ủng hộ của chúng sanh, mọi người đều yêu kính quý vị. Quý vị không có tư lợi, không có thành kiến, không có cố chấp. Tiếp xúc với quý vị cảm giác thật dễ chịu. Thì mới có thể giáo hóa được. Người có văn hóa khác nhau, sắc tộc khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau,
làm cho tất cả mọi người đều hiểu bỏ ác tu thiện. Thiện tâm có thể nói tất cả chúng sanh đều có, đều thích tâm thiện, việc thiện. Vì vậy, khuyên người bỏ ác tu thiện không phải việc khó. Nhưng khó ở đâu? Khó là do bản thân quý vị không làm được, thì khuyên người sẽ khó. Bản thân mình phải làm được trước, sau đó mới khuyên người, như vậy người ta mới tin tưởng. Thế Tôn ba lần chuyển pháp luôn, lần sau cùng là chứng chuyển. Ta đã làm được. Lấy pháp tứ đế làm ví dụ. Phật nói cho chúng ta biết vô số hiện tượng đau khổ ở thế gian, đây là thị chuyển. Người thượng căn lợi trí nghe được, họ liền giác ngộ. Người trung căn cảm thấy Ngài nói điều này với họ có một tầng khoảng cách. Cho nên Phật tiến thêm một bước khuyên họ: quý vị cần phải biết, đây là nói về bản thân mình. Người có căn tính trung đẳng hiểu rồi, là Phật vì họ mà nói chứ không phải vì mọi người mà nói. Không phải là không liên can đến họ, nhưng họ đều có thể tiếp nhận. Còn người căn tánh thấp thì không thể, vì họ chưa tin. Cho nên chứng chuyển sau cùng của Phật: ta đã hiểu. Bản thân Phật đã chứng. Phật nói hưởng thụ ngũ dục lục trần chỉ có khổ không có vui. Quý vị có hiểu không? Phật hiểu, cho nên Phật đem cái này xả bỏ. Phật xả bỏ những cái này, chúng ta hôm nay hiểu là rời bỏ tam đồ, rời bỏ lục đạo. Những thứ này là nhân duyên của tam đồ lục đạo. Vì nhân với duyên đều xả bỏ thì đương nhiên không còn quả báo. Cho nên phương thức sinh hoạt của Ngài như vậy. Đây chính là phương thức sinh hoạt của Phật Bồ Tát, phương thức sinh hoạt trời người. Như phía trước đã nói, một chút gánh nặng cũng không có. Gánh nặng đã dứt bỏ sạch sẽ, toàn thân đều tự tại. Chúng ta hôm nay đi du lịch đều đem theo rất nhiều hành lý, tôi nhìn thấy rất khổ sở, dướng díu. Phật Bồ Tát đi du lịch, quý vị thấy Phật Bồ Tát đi du lịch có mang theo hành lý không? Chúng ta nhìn thấy trong những biến tướng đồ, những bức họa vẽ trời mây mà thôi. Thân thể rất nhẹ nhàng, giống như lông vũ bay trong không trung, không nhìn thấy quý ngài mang theo hành lý. Căn tánh chúng ta ngày nay, thật sự mà nói, không phải là thượng căn. Cho nên
không có cách nào để không phải mang theo hành lý. Hành lý mang theo càng ít càng tốt. Không cần thiết thì không nên mang theo. Chúng ta là đệ tử Phật, ở thời mạt pháp không thể rời xa kinh điển. Vì vậy kinh sách nhất định phải mang theo. Mang theo ba cuốn là được rồi. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà Yếu Giải, Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm không cần phải mang theo cả bản, vì bản đó quá nặng. Không cần phải mang theo bản chú giải, nên mang theo bản kinh văn. Đài Loan hiện nay có in ba bản Quang Nghiêm ba cuốn. Chúng ta nên mang theo một bản Bát Thập Quang Nghiêm là được rồi. Một bộ kinh Quang Nghiêm một cuốn, đại khái chỉ dày như vậy. Bản đó hay. Bất kể đi đến đâu, bản thân chúng ta chỉ đem theo ba cuốn kinh sách, ung dung tự tại. Đem theo một ít y phục để thay. Những đồ gì không cần thiết thì tất cả đều đem nó bỏ xuống. Như vậy thì chúng ta sẽ được tự tại. Đây cũng là hiện thân thuyết pháp. Chúng ta đi du lịch, pháp sư, hành lý của ngài chỉ có chút này thôi sao? Đúng. Người xuất gia ngày trước làm gì có hành lý, chỉ cần một tay nải, thêm mấy bộ quần áo thay đổi, kinh sách gói lại trong bọc vải đeo trên vai là được rồi. Làm gì có hành lý to như vậy, nặng nề cồng kềnh, tay kéo kéo không đi. Chúng ta cần phải hiểu điều này. Đạo tràng là nơi cung cấp cho đại chúng quân tu. Các thiết bị trong đây càng tốt càng hay. Đạo tràng là trường học. Chúng ta đến nơi đó, thiết bị đầy đủ, tư liệu tham khảo phong phú, nhưng hạn chế, chỉ được dùng trong đó. Học tập, nắm vững cương lĩnh, ghi nhớ cương lĩnh, lý giải sâu sắc nghĩa thú của nó. Chúng ta một đời dùng cũng không hết. Không chỉ dùng trong việc tu học Phật Pháp, mà thực tế là tu học Phật Pháp là cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Chúng ta đối với người, đối với việc, đối với vật, không chỉ là ba việc này sao? Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, đó chính là Phật Pháp. Phật giáo dạy chúng ta rất nhiều. Mỗi ngày quân tu, nhưng tập khí thói quen vẫn còn phạm. Từ chỗ này chúng ta mới nhận thức được tập khí phiền não nó sâu dày tới nhường nào, nó nặng biết bao nhiêu. Cần phải nhìn ra được. Quý vị có thể nhìn ra được thì tâm ý thức sẽ hoạt động. Hiểu được rồi thì cần phải xả bỏ. Nếu không đoạn bỏ đi thì cơ hội cả đời tốt đẹp như vậy sẽ qua đi. Làm sao để dứt bỏ nó được? Phải đoạn tuyệt nó. Vì cầu sanh tịnh độ quan trọng hơn. Nếu đời này không sanh về tịnh độ được, thì đời sau sẽ sanh về tịnh độ. Vì sao vậy? Chúng ta đã kết duyên với Phật A-di-đà rồi. Nhưng mà thầy lý giảng cũng rất hay.
quý vị không tránh được trường kiếp luân hồi, thì quý vị còn bị bao nhiêu trở ngại nữa? Những trở ngại này nói thật ra thật là oan uổng. Có thể thọ ngay bây giờ, có thể không còn bị trở ngại nữa. Vấn đề then chốt là chúng ta phải dâng theo lời dạy của Đức Phật hay là tùy thuận theo tập khí phiền não của chính mình. Đây là sai biệt trong một niệm. Tùy thuận theo tập khí phiền não của chính chúng ta thì cứ từ từ, vĩnh viễn luân hồi. Theo lời dạy của Phật Bồ Tát thì đời này chúng ta sẽ được thành tựu. Đời này thành tựu Phật Pháp, điều này chúng ta cần phải hiểu. Pháp môn tu chứng của Thiên Dương, nhân quả đều phải thông hiểu. Ngài là ở quả địa, còn chúng ta đang tu học ở nhân địa. Đoạn trường hàng này chúng ta giới thiệu đến đây, chúng ta xem tiếp phần kệ tụng phía dưới. Nhĩ thời tri túc Thiên Dương, thừa Phật qua lực, phổ quán nhất thiết, tri túc thiên chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đây là hình thức thuyết kệ. Mỗi đoạn đều có hình thức như vậy. Chúng ta phải đọc nhiều rồi. Đọc nhiều xin đừng phiền chán. Vừa xem cái này, trong này còn nói gì nữa, lật sang rồi thì thôi. Biết rằng trước mỗi đoạn đều giảng điều này là nhắc nhở chúng ta. Bệnh của chúng ta sai lầm là chỗ này. Cho nên nghiên cứu, nghe kinh không thể khai ngộ. Công phu niệm Phật không thể thành phiến. Tật xấu đã xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta tâm ý thô tháo, không có một chút thành ý, không có một chút cung kính, thì làm sao mà nhận thấy được? Đại sư Ấn Quang giảng rất hay: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Đây là lời dạy về sự thành kính. Thừa quai lực Phật, đây là sự khiêm cung, hoàn toàn do bản thân mình, do năng lực của mình, trí tuệ của mình. Quan niệm này là sai rồi. Mặc dù bản thân có, nhưng cần phải khiêm tốn. Đặc biệt dạy hàng sơ học, thì tự mình cần phải khiêm tốn, để làm gương cho những người mới học đạo. Người ngày nay không biết khiêm tốn, đều cho rằng mình rất thông minh, mình rất có năng lực, tự mình phát minh ra, mình sáng tạo ra. Chư Phật Bồ Tát, quý vị xem Đại Tạng Kinh, tuyệt đối không có như vậy. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi giảng kinh thuyết pháp đều không nói bản thân mình thuyết.
chú giảng Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị xem chú giải của Đại sư Thanh Lương trong Quyền Nghĩa. Phật thuyết pháp cùng với Khổng Lão Tử là cùng một thái độ, chỉ thuật lại chứ không sáng tác. Không phải do mình sáng tác, những gì Ngài nói là do cổ Phật đã nói. Những gì ta giảng chẳng qua là chuyển thuật lại những gì lời cổ Phật đã thuyết mà thôi. Quý vị xem Ngài khiêm tốn tới mức độ đó. Khổng Tử cũng có thái độ khiêm tốn này, chỉ thuật lại chứ không sáng tác, một đời không có sáng tác. Giảng những gì đều là của những bậc hiền thánh xưa đã nói. Những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng đều là quá khứ của cổ Phật đã giảng. Thật khiêm tốn. Điều này chúng ta cần phải học tập. Bồ Tát thuyết kệ tán thán Phật, báo cáo trần thuật lại tâm đắc của mình, thừa oai lực Phật. Đây là Phật lực gia trì. Chúng ta thì có năng lực gì khiêm cung đến mức này? Một chút ý niệm cống cao ngã mạn cũng không có. Chúng ta hôm nay ở đây triển khai kinh điển giảng đến đạo lý này là nhờ Phật lực gia trì, thừa oai lực của Phật. Chư vị ở đây nghe giảng, nghe được một chút tâm đắc, nghe được một chút hoan hỷ, không phải là do năng lực của mình, trí tuệ của mình, thiện căn của mình, mà là thừa oai lực Phật. Ở đâu cũng cần phải khiêm tốn, nơi nào cũng cần phải học khiêm nhường, thì chúng ta trong Phật Pháp mới thật sự học hỏi được. Không được có ý niệm tự tôn tự đại, ý nghĩ kiêu mạn. Vì ý niệm này là chướng ngại, là phiền não, sẽ làm cản trở trí tuệ của quý vị, quý vị sẽ không khai ngộ được. Cho nên khi triển khai kinh điển, quý vị xem không hiểu, giảng cho quý vị nghe không hiểu, khi nghe thì sẽ sai ý. Do nguyên nhân gì? Do kiêu mạn tự đại. Cho nên chướng ngại là do mình, không phải do bên ngoài. Nhớ kỹ lời Đại sư Ấn Quang nói: học thành kính. Thành kính là con đường nhập đạo. Câu dưới này biểu hiện càng hay: phổ quán nhất thiết tri túc thiên chúng. Trên là đối với Phật, dưới là đối với chúng sanh. Trên tôn kính Phật, dưới tôn kính tất cả chúng sanh, chứng tỏ Phật với chúng sanh là bình đẳng. Ngài nhìn Phật, đây là nói Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni được, nói tất cả chư Phật đều được. Giáo huấn của bổn sư tất cả nhờ vào oai thần của Phật gia trì. Đây là sự thật. Phổ quán nhất thiết tri túc thiên chúng, đây là chủng tộc của họ, là đại chủng tộc. Quý vị phải hiểu rõ, một vị Phật quá độ là tam thiên, đại thiên, đại thiên thế giới. Có tri túc thiên,
Tri Túc Thiên không phải là một. Chư vị đồng tu đều biết, nó là trời dục giới. Trong kinh này Phật nói cho chúng ta, trong đại thiên thế giới đó chỉ có một tứ thiền thiên. Có một tứ thiền thiên. Nhưng có tới 1000 tam thiền thiên. Tứ thiền là thiên đảnh. Nhà Phật giảng tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tam giới thông thường là nói như vậy. Tam thiên đại thiên, đại thiên thế giới, thiên đỉnh của đơn vị thế giới là sơ thiền. Thiên đỉnh tiểu thiên thế giới là nhị thiền. Thiên đỉnh trung thiên thế giới là tam thiền. Thiên đỉnh đại thiên thế giới là tứ thiền. Cho nên gọi tứ thiền là một. Quý vị nghĩ xem, tam thiền là 1000, nhị thiền 1000 nhân cho 1000, 100 vạn. Sơ thiền lại nhân cho 1000. Dục giới thiên ở phía dưới sơ thiền. Vậy quý vị biết Tri Túc Thiên có bao nhiêu? Bồ Tát Di Lặc cuối cùng ở cõi trời Tri Túc nào? Đâu Xuất Đà Thiên ở thế giới Ta Bà rất nhiều. Quý vị muốn biết Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời Đâu Xuất Đà nào? Giảng cho quý vị nghe Đâu Xuất Đà Thiên, quý vị đều không tìm được. Diễn đạt này của tôi, quý vị sẽ hiểu được Ngài nói đại chủng tộc. Như vậy còn chưa đủ lớn. Vì sao? Vì chúng tôi chỉ mới giảng một đại thiên thế giới. Kinh Hoa Nghiêm giảng, cảnh giới này là tận hư không biến pháp giới, vô lượng vô biên chư Phật sát độ. Mỗi chư Phật sát độ đều có rất nhiều Tri Túc Thiên. Quý vị mới biết một đại chủng tộc lớn đến mức không thể suy lường được. Cho nên đem những chủng tộc khác nhau, những sắc tộc khác nhau, trong tận hư không pháp giới đều quy về hơn 270 tộc. Trong mỗi sắc tộc đều vô lượng vô biên, đều cử 10 vị thiên dương tượng trưng. 10 vị là tượng trưng vô tận. Nó không phải chữ số, mà là đại diện cho vô lượng vô biên. Ở đây Phổ Quán Nhất Thiết Tri Túc Thiên Chúng, tất cả phạm vi Tri Túc Thiên Chúng này là bao nhiêu, chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên mọi người không cần phải xem cái này. Đại khái là giảng 10 vị ở phía trước. Chúng ta đem tất cả ý nghĩa này hiểu sai rồi. 10 vị chính là đại diện cho vô số Đâu Xuất Thiên trong đại thiên thế giới. Họ đều là Đâu Xuất Thiên Dương. Đâu Xuất là tiếng Phạn, Hán dịch là Tri Túc. Bồ Tát Bổ Xứ đều tu hành ở trời Đâu Xuất. Vì sao họ không tu hành ở cõi trời khác? Kỳ thực đây là biểu pháp.
Bổ xứ Bồ Tát bất kể ở nơi nào đều gọi là đâu xuất nội diện. Bất kể ở nơi nào đều gọi là đâu xuất nội diện. Đâu xuất nội diện tượng trưng cho cái gì? Nó tượng trưng cho tri túc. Quý vị có tri túc thì quý vị ở nơi này. Nơi này là đâu xuất nội diện. Đây chính là đâu xuất thiên. Nó chỉ là biểu pháp, không chuyên ở một nơi nào. Giống như 53 tham bái phía sau vậy. Thiện tài đồng tử tham bái phương Nam. Nam này không phải là Nam của Đông Tây Nam Bắc. Nơi mà thiện tri thức ở đều gọi là Phúc Thành. Nơi gọi là Phúc Thành không chỉ thật sự là một thành phố nào cả. Chỉ cần người có trí tuệ chân thật, có đức hạnh trụ ở nơi đó, thì nơi đó gọi là Phúc Thành. Nơi đó gọi là phương Nam. Nam là tượng trưng của ánh sáng, là một phương trí tuệ quang minh. Lấy ý nghĩa này, đâu xuất cũng lấy ý nghĩa này. Trì túc, Bồ Tát muốn thành Phật phải ghi nhớ, trước tiên phải tri túc. Không có tri túc thì không thể thành tựu. Mọi việc đều phải tri túc. Như vậy đạo nghiệp của chúng ta sẽ có nền móng, có gốc rễ. Cần phải hiểu ý này. Vì vậy phổ quán tất cả chúng thiên tri túc mà thuyết tụng kệ này. Thời gian đã hết. Hôm nay chúng tôi giảng đến đây. Phần kệ tụng lần tới sẽ giảng.